Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Rất là vui vì một ngày nữa chúng ta có dịp gặp lại nhau ở trong số podcast lần này. Và nhân cái dịp mà thị trường đang hào hứng như thế này thì rất là chúng ta sẽ có khá nhiều thứ thú vị để nói cùng với nhau. Nhưng mà trước tiên thì hãy chào đón một cái gương mặt rất là quen thuộc của podcast thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em, xin chào Phong. Rất vui khi trong một cái bối cảnh mà thị trường nó đang sôi động và nó có những cái thông tin hết sức là tích cực thời gian gần đây thì chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau và chia sẻ với nhau những cái câu chuyện xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là các cái sản phẩm trong mạng thị trường DeFi ha. Yeah, và thực ra thì chắc là sẽ không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu chuyện của topic ngày hôm nay luôn. Thì thực ra lúc mà Nguyên có suggest cái câu chuyện này thì nó đến từ một cái tên khá là có tiếng trong ngành là A16Z. Thì bây giờ là tháng 12 rồi, thì họ cũng như một thông lệ thôi, thì đến cuối năm thì là cái dịp mà để chúng ta reflect lại những cái gì đã xảy ra và đưa ra dự phóng của nhìn sắp tới. Thì họ có đưa ra một cái list những cái ý tưởng tiềm năng của thời gian sắp tới. Thì thực ra là nhìn vào tất cả những cái này thì thực ra là nếu mà một người bình thường thì người ta cũng có thể nói ra được thôi, nhưng mà thực ra có một thứ khiến cho bọn mình để ý hơn. Họ nhấn mạnh vào cái sự trỗi dậy của công nghệ modular blockchain, là cấu trúc về blockchain thế hệ mới mà các bạn chắc là đã đọc và cũng nghe khá là nhiều những cái chia sẻ của bọn mình rồi. Trên Coi68 mà mình cũng từng có rất nhiều cái nội dung riêng dành cho cái topic này. Nhưng mà thực ra thì cũng nhân cái dịp mà đợt rồi thị trường cũng khá là sôi động, đặc biệt là với câu chuyện của một số cái đại diện của sản phẩm này, đúng không Nguyên? Thì chắc là chúng ta sẽ có một dịp để đào sâu hơn vào cái từ khóa này, cũng như là thực ra là modular blockchain nó không phải là một cái hướng đi duy nhất, có rất là nhiều cái cách để tiếp cận mà blockchain hơn. Nhưng mà chắc là bây giờ chúng ta sẽ đào sâu vào cái câu chuyện của này hơn. Nhưng mà với Nguyên đi, từ cái đợt mà mình làm podcast về modular blockchain cũng như là monolithic blockchain thì Nguyên có những cái update gì mới về cái chủ đề này không? Thực ra cũng lâu rồi ha, tức là một cái tập mà bọn mình lần đầu nói về cái từ khóa modular này cũng rất là lâu rồi, từ cái hồi mà những cái số tập nó còn là 2 số cơ, cách đây 1 năm hơn. Nếu mà đảo lại những cái meme á, những cái meme mà mọi người hay đùa với nhau ở trên Twitter cách đây 1 năm hơn thì chắc là mọi người cũng biết đến cái meme Solunavax. Là cái meme mà rất là nhiều, tức là tại vì hồi đó là các cái blockchain này nó boom rất là mạnh ở thời gian đó, xong mọi người hay có cái meme nó hợp vần Solunavax. Thì một tuần đổ lại đây á thì cái meme này bắt đầu nó thành là Solestia, thì nó là ghép của Solana, một cái blockchain mà nó cũng boom khá là mạnh cách đây độ khoảng 2 tháng. Thì bắt đầu nó bơm mạnh. Và một cái giải pháp khác là Celestia, một cái đại diện modular cho cái mạng Data Availability. Thì tụi mình cũng có một cái tập để nói riêng về các cái giải pháp Data Availability rồi. Thì Celestia là một cái đại diện của cái mạng này. Thì thì khi mà hai cái tên của hai cái trường phái tiếp cận nó khác nhau, nó bơm á, thì tất nhiên là nó sẽ thu hút những cái người dùng, gọi là những cái thế hệ đầu tư mới những cái thế hệ đầu tư mới quan tâm đến cái cách tiếp cận của các cái dự án này. Rồi thì tất nhiên là các cái KOL mà họ đứng sau, họ hỗ trợ những cái giải pháp này thì họ cũng có những cái gọi là trao đổi chiêu thức với nhau ở trên Twitter một xíu. Thì trong tuần qua thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp được những cái câu chuyện liên quan đến cái chủ đề của hai cái cách tiếp cận này. Thì đó là cái mình thấy gọi là nó khác biệt so với giai đoạn trước, đó là chúng ta bắt đầu thấy một cái đối trọng khác của các cái blockchain layer 1 rồi. Một cái cách tiếp cận khác, đó là cái cách tiếp cận modular. Điển hình ở bên các cái hệ sinh thái của Ethereum thì các cái giải pháp modular nó đã bắt đầu nó lắp ghép vào trong những cái bộ máy của hệ sinh thái Ethereum rồi. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta thấy là nó đôi chút khác với lại cái giai đoạn là bull market đợt trước đó. Thì một vài cái mau đầu một xíu để nó mang cái tính cập nhật hơn về những gì nó đang diễn ra ở trên các cái diễn đàn, các kênh media, các cái mạng xã hội. Và thực ra thì cái câu chuyện là cái sự tăng trưởng của Solana thì có lẽ sẽ được nhiều người để ý hơn, tại vì thực ra là bên cạnh cái giá coin tăng, tất nhiên rồi, cái thời gian vừa rồi thì tăng khá là nhiều,
Nhưng mà cái sự tăng trưởng của hệ sinh thái của Sona đấy, thực ra là nếu mà nói câu chuyện các KOL ủng hộ hệ Sona thì hoàn toàn có cái lý do của họ thôi. Tại khi mà cái khối lượng giao dịch của toàn hệ Sona thì tăng liên tục và đặt trong cái gọi là bear market ấy, thì đây nếu mà tính ra thì giá coin vẫn giảm nhiều so với đỉnh, nhưng mà cái khối lượng giao dịch của toàn hệ thì tăng và đặt cái mức all time high mới, thì người ta cũng có một cái lý do để mà người ta siêu mà, đúng không? Thì trong một cái tập liên quan đến cái bọn mình đặt cái tiêu đề là công thức hồi sinh của một cái hệ sinh thái á, thì chúng ta cũng nói đến những cái yếu tố nền tảng để giúp cho Solana nó cũng có cái bước chuyển mình một xíu. Thì chúng ta cũng có thể thấy là họ đã phát triển rất là nhiều những cái hạ tầng, kể cả những cái phần mềm chạy validator chẳng hạn, nó tối ưu những cái giải pháp nó tối ưu hơn cho cái chi phí cũng như là cái hiệu suất xử lý giao dịch, và nó giảm thiểu được những cái hiện trạng mà nó được coi là cái chí mạng của Solana ở cái giai đoạn trước, hay là cái tắc chain á, chain ngừng hoạt động á, Blockchain sập nguồn. sập nguồn. Thì đó là cái nó có những cái sự thay đổi như vậy ở cái giai đoạn mà một tháng trước đây. Tất nhiên là khi mà có những cái thông tin liên quan đến airdrop chẳng hạn, thì chúng ta thấy là gần đây thì hệ Solana cũng rất là nhiều những cái airdrop, các cái dự án bên trong này thì cũng rất là nhiều airdrop. Thì airdrop thì mọi người tất nhiên là thích rồi, mọi người quan tâm đến các cái dự án ở bên trong hệ sinh thái này, thì đâu đó nó cũng hỗ trợ thêm cho những cái sự sôi động ở trong cái hệ sinh thái, thì nó cũng là một trong những cái yếu tố mà giúp cho Solana, một cái giải pháp mà tưởng chừng như nó đã bị gọi là bỏ lại, thì nó cũng có những cái sự trở lại, nó cũng hết sức đáng chú ý. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy là khá là nhiều KOL thời gian gần đây họ cũng bắt đầu siêu Solana trở lại. Có một cái quan điểm về cái cấu trúc mà ok ngày xưa khi mà chúng ta đặt những cái, tại vì Nguyên có bring ra câu chuyện là Solana thì thời đấy có một cái hình mà mọi người hay hay show hay đặt lên bàn cân so sánh với nhau á, là khi mà so sánh những cái blockchain với nhau thì người ta sẽ so cái gì? Người ta sẽ so là tốc độ hoàn thành giao dịch, là rồi TPS là transaction per second, là số giao dịch tối đa trên lý thuyết có thể xử lý được trong một giây, rồi những cái cost để mà chạy một cái full node của cái blockchain đấy. Thì thực ra là ở cái thời điểm đấy á, thì những cái so sánh như vậy nó cho mình một chúng ta một cái hình dung là ok cái blockchain nào đang hướng đến những cái giải pháp như thế nào như thế nào. Nhưng mà theo cái đà phát triển của đến bây giờ và trong thời gian tới á, khi mà modular và kể cả những blockchain như là Solana họ cũng chuyển mình á, thì những con số này có vẻ nó sẽ không còn là những cái tiêu chí gọi là quyết định để đánh giá performance của một blockchain nữa, đúng không? Tại vì chúng ta sẽ có là ở những cái lớp nền ở bên dưới, xong rồi là những cái dự án build bên trên, rồi là những cái dự án họ lại tiếp tục ra cái chain, cái app chain của họ nữa. Thì thực ra là cuối cùng là ví dụ như với cấu trúc của Ethereum thì của EVM ấy, thì cuối cùng là cái blockchain ở bên dưới thì họ chỉ lo cái phần ở phần security thôi. Còn đối với Nguyên là ví dụ như là cái thứ mà Sona nói lúc nào cũng nhiều nhất là cái thông lượng của blockchain nhiều như vậy ấy. Cái điều đấy thì có còn là một cái unique selling point của Sona không? Mình nghĩ nó vẫn là một cái unique selling point của các cái giải pháp kiểu như thế này, bởi vì chúng ta thấy là nếu như cái hoạt động ở trên một cái chain á, nó ở trong cái mức gọi là từ trung bình đến thấp đi, thì cái doanh thu thu về nó sẽ không đạt được một cái ngưỡng gọi là ngưỡng hòa vốn cho các cái đơn vị vận hành, đặc biệt là trong những cái blockchain mà nó có cái chi phí vận hành khá là cao cho validator. Thì đó là cái câu chuyện liên quan đến bài toán doanh thu và chi phí. Thì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì khi mà cái nhu cầu nó vẫn ở mức là trung bình đến thấp, thì chúng ta thấy là cái chi phí cho các cái đơn vị vận hành nó vẫn khá là cao, chưa kể là nếu như mà họ muốn gọi là tăng cái tính phi tập trung lên để họ đạt được một cái thêm một cái tiêu chí nữa, tức là để họ đi nói với mọi người là chúng tôi đang bây giờ đang thêm một cái tiêu chí nữa là tiêu chí decentralized chẳng hạn, khi mà tăng cái số lượng validator lên thì cái độ phức tạp nó sẽ tăng lên, thì đâu đó nó sẽ có một cái rào cản liên quan đến chi phí cho các cái đơn vị vận hành. Tuy nhiên á, là nếu như mà cái đầu vào, tức là cái hoạt động ở trên blockchain mà nó đạt tới cái ngưỡng gọi là cao đi, tạm coi là cao đi, mass adoption gì đó đi, thì cái dòng tiền thu vào nó sẽ đủ lớn để nó bù đắp lại cho cái chi phí vận hành của các validator, thì từ đó một cái hệ sinh thái nó sẽ được consider, nó sẽ được cân nhắc là
healthy, là một cái hệ sinh thái nó được ổn định và nó tạo ra lợi nhuận. Và từ đó thì nó vừa có được cái độ ổn định trong cái bài toán tài chính của nó, mà nó vừa giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến tốc độ giao dịch chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn khác của các cái hệ sinh thái blockchain. Tuần vừa rồi thì mình cũng có đọc một cái thread, một cái chuỗi tweet á, nó nói về cái câu chuyện là nó so sánh cái TPS trên chi phí của các cái validator á. Thì hiểu nôm na là cái chỉ số này càng cao thì có nghĩa là bạn xử lý được càng nhiều giao dịch trên một cái đơn vị chi phí đó, thì càng cao càng tốt, hình dung như là vậy. Thì chúng ta thấy là đâu đó cái thông số này của Solana sau những cái cập nhật kỳ vọng về sau này đi, thì nó đâu đó nó gấp tầm 5-6 lần gì đó với các cái giải pháp như là Ethereum hiện tại, hoặc là các cái giải pháp Ethereum Roll-up, hoặc là các cái giải pháp Ethereum mà sau cái 4844. Thì cái đó là cái con số mình ghi nhận được. Chắc là mình sẽ đặt cái tên của cái tác giả của cái tweet này, đó là Ryan Watkins. Thì anh em nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm về cái so sánh của anh này, thì có thể tham khảo thôi. Tại vì chúng ta cũng chưa biết là cái độ chuẩn xác khi mà thực tế nó sẽ diễn ra như thế nào. Thật ra là câu chuyện là gì? Câu chuyện là Sol là một cái giải pháp mà trên giấy tờ performance rất là hay, đúng không? Rất là đẹp. Rồi có một cái yếu tố khác mà mình nghĩ là cái này cá nhân mình thấy thôi nha, tức là cái cách tiếp cận kiểu của Solana thì về cơ bản nó vẫn đang khá là, mình không biết dùng từ gì cho hợp lý, nhưng mà nó là đóng, tức là close, nó không mở ra cho nhiều bên họ tham gia và họ đóng góp các cái giải pháp hỗ trợ thêm. Ví dụ như ở bên Ethereum với cái cách tiếp cận modular đi, thì chúng ta thấy là họ có các cái layer 2 nè, xong rồi mỗi layer 2 thì họ sẽ bổ sung thêm một cái modular stack, là một cái bộ công cụ để phát triển trên riêng nè, xong rồi mỗi cái tính năng ở trong blockchain thì họ lại mở ra cho các cái bên, ví dụ như là về DA thì có Celestia, Orvel này, hoặc là EigenDA, thì ví dụ vậy. Thì tức là cái tính mở nó sẽ khác với lại Solana. Thì Solana khi mà về cơ bản bạn muốn gọi là tối ưu về cái performance các thứ, rồi các cái thông số sao cho nó đẹp, thì cái cách thiết kế nó sẽ phải cần đóng một xíu để mang cái tính gọi là để bạn kiểm soát những cái kỹ thuật nó dễ hơn, để nó tối ưu hơn chẳng hạn. Thì đó là cái nhận định của cá nhân mình khi mà nói về cái sự khác nhau giữa cái cách tiếp cận của Solana và các cái giải pháp modular. Thì nói một xíu như vậy thì để chúng ta thấy là bây giờ có thể là nếu mà muốn đánh giá một cái hệ sinh thái chẳng hạn, hoặc là một cái giải pháp, một cái cách tiếp cận, thì chúng ta cần có nhiều cái khía cạnh hơn. Nó không chỉ là ở những cái thông số bình thường nữa, khô khan nữa, mà chúng ta cần phải nhìn nó xa hơn một xíu, đa chiều hơn một xíu. Thực ra là cái ok, đó là câu chuyện từ phía Solana ha. Đó là một cái giải pháp về khác. Nhưng mà nhân tiện Nguyên còn nói đến modular. Thực ra về bản chất cái câu chuyện về modular theo cách một cái hiểu đơn giản là chúng ta chạy nhỏ một cái cục blockchain ra thành những cái cục nhỏ hơn, và mỗi dự án khi mà làm thì chỉ cần nhảy vào một cái cục lâu giải quyết cái vấn đề nằm ở trong cái layer đấy thôi. Nó sẽ cho thứ nhất là giảm tải công việc của dự án cần phải làm của dự án, và thứ hai là cho họ nhiều cái như Nguyên nói, những cái ví dụ như là với Solana đi thì phải có một cái định hướng cụ thể nào đấy để mà làm, còn với ở phía ML thì sẽ có nhiều cái sự tự do để phát triển dự án, thì nó sẽ sinh ra những câu chuyện nó rất là controversial. Đúng. Ví dụ như gần nhất là gây tranh cãi nhất là Blast. Blast chẳng hạn đi. Trước khi thu cái podcast này á, mình và Nguyên có những quan điểm trái ngược nhau về cái dự án này luôn. Là thứ nhất là ok, khi mà chúng ta nhìn một cái dự án blockchain á, ok, cái thông số quan trọng nhất là gì? Là cái số lượng tài sản nằm ở trên đấy. Ok, vậy thì người ta có tin vào cái dự án này, người ta mới bỏ tài sản ở trên đấy. Nhưng mà với nếu mà mọi người có đọc về cái case của Blast á, thì họ làm theo một cái cách là đến mức mà kể cả những backer của họ, backer của Paradigms, chính họ cũng phải lên tiếng là ok, bọn tôi không thích những cái gì mà các anh đang làm, nó sẽ tạo ra tiền lệ rất là xấu. Thì mặc dù là nếu mà chúng ta chỉ quan trọng đến cái kết quả thôi á, thì đúng là cái Blast họ mang về số tiền TVL tài sản trên chuỗi rất là nhiều. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ tạo ra những cái tiền lệ xấu. Nhưng mà thì đấy, Nguyên cảm thấy như nào về cái câu chuyện như này?
Mình nghĩ là nó là một cái câu chuyện mang tính hai mặt. Chúng ta có nói đến cái việc là modular nó sẽ có cái tính mở hơn. Thì mở mà, ai muốn làm gì làm. Thì về cơ bản là họ chỉ cần làm một cái contract gắn ở dưới layer 1 Ethereum, và họ có thể gọi là bắt đầu tạo ra một cái game, hay mình tạm gọi là một cái game về điểm, về point. Một vài nhận định gọi nó là Ponzi game chẳng hạn, tại vì nó có cái yếu tố point trong đó đó. Tức là làm sao để khuyến khích người ta tích lũy nhiều điểm nhất có thể, thì từ đó nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng. Và bản chất là cái TVL nó cũng nói lên được là cái hiệu quả trong cái cách setup game này của họ. Hình như là cũng 700-800 triệu TVL gì đó ở thời điểm bọn mình thu cái này, thì mình cũng không nhớ con số chính xác, nhưng mà rất là cao, rất là cao, còn con số mơ ước của nhiều dự án khác. Thì nếu như mà cá nhân mình nhìn vào cái câu chuyện của Blast chẳng hạn, thì tức là cái bài toán của họ giải quyết nó không quá là make sense, tức là nó không quá là hợp lý. Nếu như bạn làm một cái giải pháp modular mà bạn xử lý cái câu chuyện liên quan đến data availability chẳng hạn, bạn hỗ trợ các cái layer 2 khác câu chuyện là làm sao để đủ dữ liệu để xác thực, đảm bảo an toàn trong cái khâu mà dịch chuyển tài sản các thứ, thì rõ ràng cái câu chuyện đó, cái bài ta nó là hợp lý, make sense, và nó có nhu cầu và nó có vấn đề và bạn giải quyết câu chuyện đó. Còn về cái câu chuyện là liquid staking hay là tạo ra yield từ chỗ này từ chỗ kia, xong rồi gọi là staking ở trên một cái staking layer khác, thì với mình cái câu chuyện này nó không quá tạo ra nhiều value. Tức là với mình cái câu chuyện là nếu như mà có yield á, thì bản chất nó phải đến từ một cái action, từ một cái hoạt động nào đó, và nó tạo ra thêm value thì cái yield đó nó mới gọi là nó make sense hơn một xíu, thay vì là cố bạn chêm thêm một cái layer ở giữa để bạn gọi là bạn kêu là chúng tôi sẽ tạo thêm ra yield cho bạn bằng cái layer chêm ở giữa như thế này. Thì thì cái bài toán đầu tiên là cái câu chuyện bài toán, thì mình không nghĩ là nó giải quyết một cái bài toán mà hợp lý đó. Còn cái thứ hai là như Phong hồi nãy có đề cập, đó là cái câu chuyện là liên quan đến cách họ thực thi, tức là cái mô hình điểm nè, hoặc là cái thứ hai nữa là cái cách họ thực thi là nó hình như nó có liên quan đến cái việc lock tiền của người dùng lại nữa, đến bao nhiêu đó, đến giai đoạn hình như là năm sau thì bắt đầu mới mở ra chẳng hạn. Rồi họ làm một cái multisig, thì multisig thì về cơ bản thì nó vẫn là một câu chuyện gây tranh cãi, tại vì có người coi nó là phi tập trung, có người vẫn coi nó là một cái giải pháp chưa phi tập trung lock. Thì đó là cái câu chuyện liên quan đến đa chữ ký. Hình như họ không làm một cái bridge luôn chẳng hạn. Mình không sure về cái chi tiết này, nhưng hình như là dự án họ không có một cái bridge cụ thể nào luôn. Đó thì chỉ là một cái contract mà mọi người đép tiền vào thôi. Rồi thì đó là cái cách thực thi, là cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện thứ ba mà bọn mình cũng từng nói với nhau trong một cái tập liên quan DeFi discussion, là cái câu chuyện là bản chất của các cái giải pháp layer 2, thì Ethereum ở trên những cái layer 2 này về cơ bản nó là cái độ tương đồng nó không 100% với layer 1. Và thậm chí là có nhiều người có những cái view là những cái layer 2 này thậm chí nó còn đang hút bớt cái dòng tiền từ những cái giải pháp. Thứ nhất là những cái giải pháp layer 2 mà nó đã có cái thời gian vận hành 1-2 năm rồi lại đây rồi. Và cái thứ hai là nó hút tiền trực tiếp từ những cái sản phẩm ở dưới layer 1. Thì đây là cái câu chuyện mà bản chất của một cái giải pháp modular nó xây dựng chồng lên một lớp ban đầu. Đó thì cá nhân mình khi mà nói đến những cái nội dung liên quan đến Blast thì mình còn không, thậm chí là cũng không dùng cái từ là layer 2 nữa, mình chỉ gọi nó là Blast thôi. Đó thì rồi thì nó anh em có thể coi nó là một cái multisig protocol chẳng hạn, thì một cách để làm sao để chúng ta có một cái view nó sát với những cái chi tiết mà thực tế họ đang vận hành. Cái đó là cái view của mình về cái câu chuyện của Blast, và nó là một trong những cái hệ quả mà modular nó tạo ra, tại vì rõ ràng là cái tính mở thì nó vẫn có, nhưng mà cái việc mà mở quá thì nó sẽ tạo ra những cái hiện tượng như vậy. Thì yeah, nó là hai mặt của một đồng xu thôi. Thì đấy, thì quay trở lại cái câu chuyện là thật ra đây cũng là một cái tranh cãi mà ở trong nội bộ mình là những cái câu chuyện về quan điểm thôi. Như mình nói đó thì mọi người hay đùa với nhau là kiểu, chúng ta in here for tech, nhưng mà dần dần rồi á, tất cả chúng ta sẽ nhận ra là cái câu chuyện về tech nó chỉ là một cái gọi như là một cái định hướng, một cái vision mà chúng ta muốn hướng đến thôi. Và thực ra cái này thì là quan điểm cá nhân của mình nhá, mình đảo trước là quan điểm cá nhân của mình là
phần lớn chúng ta sẽ không phải là người dùng cuối của cái product đấy, của cái product crypto đấy, cho dù là cái tech bao trùm lên nó có vi diệu, có hay ho đến mức nào trong nữa, phần lớn của chúng ta, quay trở lại câu chuyện là chúng ta sẽ là người nắm giữ token. Và là thực ra đến nếu mà kiểu dự án đấy có hay lắm, nó có cung cấp nhiều cái lợi ích lắm á, thì chúng ta mới có thể bắt đầu cân nhắc đến câu chuyện là ok, mình sẽ xài sản phẩm của họ để xem như thế nào thôi. Tại vì những cái này nó vẫn bao trùm những cái rủi ro. Như câu chuyện người nói, một ngày chúng ta ngủ dậy, dự án có thể ok, mặc dù là quản trị thông qua một cái DAO đấy, nhưng mà ok, hoàn toàn có thể đề xuất một cái gì đấy mà nếu mà chúng ta không xoay kịp cái vị thế của chúng ta, thì chúng ta sẽ là cái người mà phải chịu thiệt hại ở trong đấy, đúng không? Thì chắc là chốt lại cái tranh luận giữa Solana ha, một cái cách tiếp cận mà tạm gọi là monolithic. Mình không biết dịch cái từ này sang tiếng Việt làm sao cho nó gọi là nó mượt nhất, nhưng mà mình tạm dùng cái từ là blockchain độc nhất ha, tức là nó sẽ xử lý hết tất cả các thao tác. Và cái cuộc tranh luận của các cái monolithic blockchain này với các cái modular blockchain đó, thì tạm kết lại thôi, thì cái câu chuyện về distribution, cái câu chuyện về use case, cái hiệu quả mà nó mang lại cho người dùng cuối á, thì nó vẫn sẽ là cái quan trọng nhất. Và cái nền tảng ở bên dưới có thể nó nghe rất là hào nhoáng, nhưng mà nếu như cái gọi là cái cổng tiếp xúc với lại người dùng đi, kể cả mình nói ví dụ như nếu mà nó là một cái nơi để mọi người đến để swap, để trade token đi, thì cái đó cũng là một cái cổng tiếp xúc với người dùng. Mà nếu như mà những cái trải nghiệm đó mà nó không quá là mượt đi, thì những cái tech ở phía dưới nó có hiệu quả bao nhiêu, và nó có thiết kế như thế nào, nó có gọi là được siêu nhiều như thế nào, thì nó cũng sẽ không mấy là mấy ý nghĩa. Thì đó, thì cả là những cái ứng dụng liên quan đến trade swap này nọ thôi, chứ chúng ta chưa nói đến câu chuyện là cái ứng dụng liên quan đến giao dịch trong cuộc sống hàng ngày, những cái ứng dụng gọi là mass adoption nữa một xíu. Thì cái đó là một cái, tức là nó là một cái layer trên nữa. Còn bây giờ thì tạm coi là chúng ta đang có một cái, khi nói về cái cổng tiếp nối với người dùng sau cuối, thì nên consider nó ở cái ngưỡng là những cái sản phẩm tài chính đó. Thì thì nếu như mà cái câu chuyện về distribution, cái câu chuyện về ứng dụng mà nó không quá là hiệu quả đi, thì cái cách tiếp cận ở phía dưới nó không còn ý nghĩa nữa. Thì đó là chốt lại một cái tuần mà cả hai cùng thu hút được rất nhiều sự chú ý, đúng không? Hai giải pháp thu hút rất nhiều sự chú ý và tranh luận rất là gay gắt, rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Như là hy vọng là những cái chia sẻ, những cái thông tin mà mình lượm nhặt trong tập tuần này, thì đâu đó nó sẽ cho anh em những cái gợi mở, những cái góc nhìn mới xoay quanh hai cái cách tiếp cận này. Mặc dù là đây không phải là lần đầu, đây không phải là lần đầu mà tụi mình nói về những cái câu chuyện này. Và thực ra là những câu chuyện này nó cũng sẽ được thay đổi và cập nhật liên tục thôi. Hy vọng là chúng ta vẫn có thể là follow được với tất cả những cái thứ này. Ok. Ok, thì chắc là nó là những cái thứ mà bọn mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái tập này. Thì tất nhiên nó cũng chỉ là những cái câu chuyện nó như nào nhỉ? Có thể là các bạn nghe nó sẽ hơi lượng nhặt, hơi nhặt nhạnh đâu đấy một chút, không có vào trọng tâm lắm. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ có thêm một chút gợi mở về những cái thứ mà sẽ theo dõi trong thời gian tới. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo của DeFi Discussion. Là mình sẽ đến Nguyên. Chào mọi người ha. Rồi, thì cảm ơn anh em đã nghe đến những giây cuối cùng của DeFi Discussion này. Và rất là vui khi mà chúng ta còn đồng hành cùng với nhau đến cái giai đoạn này. Rất là nhiều những cái ups and downs, nhiều những cái pha tàu lượn của thị trường. Chúng ta đang gọi là vẫn đồng hành với nhau ở một cái trạng thái mà nó tạm coi là ổn ổn hơn một xíu của thị trường. Thì không biết nói gì hơn, rất là cảm ơn anh em, rất là trân trọng những cái sự ủng hộ của anh em trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua. Thì cảm ơn anh em một lần nữa và hẹn gặp lại. Ok, thì gặp lại các bạn. See you.